Đây là cái cửa tiệm confiserie nghe, họ bán kẹo với bánh luôn. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Trước hết mình cũng xin mến chúc các bạn có một đêm Noel an lành, hạnh phúc. Thì hôm nay nhân dịp coi như tối, hôm nay là tối 23. Thì vợ chồng con gái mình muốn dẫn mấy cháu đi chợ đêm ở Sàn Răng Tuileries, ở trung tâm Paris. Thì nãy giờ mình cũng cùng với các cháu đi chơi chung. Bây giờ là mình dẫn tụi nhỏ nó đi vòng vòng ở cái khu này, coi cây Jardin des Tuileries xong xuôi rồi sẽ trở về cái khu vực quận 1. Trước mặt mình đây là cái khu vực vui chơi của các cháu nhỏ. Ở đây thì trò chơi cũng không nhiều chơi lắm, nhưng mà phải nói với một cái Jardin des Tuileries ở đây thì mình thấy tương đối vừa đủ cho các cháu nhỏ vui chơi. Chứ thực chất thì ở đây người lớn họ là đi ngắm cảnh, ăn uống dạo, rồi xem ở cái chợ đêm Noel ở Jardin này nó có cái gì hay thôi. Còn ở khu vực này thì mình thấy có 2-3 cái trò chơi cũng rất là mạnh bạo. Đặc biệt là những cái trò chơi dành cho người lớn chơi, chứ tuổi trẻ thì chơi những cái loại nhẹ nhẹ thôi, không có nguy hiểm cho đến tính mạng. Ở trước mặt mình đây là cái khu vực chính, là cái cửa chính đi vô trong Jardin des Tuileries đó. Tức là từ hướng Opera mình có thể mình đi bộ tàn gàn đi qua cái Place Vendôme, rồi mình đến cái Jardin này. Thì ở trong khu vực Jardin này nó lớn, nhưng mà họ chỉ lấy một khu thôi để họ tổ chức cái Marché de Noël này cho khu vực này vui chơi. Nhưng mà phải nói ở cái khu vực vui chơi ở Jardin đó thì mình thấy họ trang trí đẹp. Lớn thì không quá lớn, nhỏ thì không quá nhỏ, nhưng mà vừa đủ để cho du khách đến đây vui chơi, ăn uống, rồi coi như là một cái chợ Noel về đêm Giáng sinh ở khu quận nhất. Đó, tổ chức rất là tuyệt vời luôn. Tức là mình đi bằng metro hôm nay, chứ mình không có đi xe. Bởi vì các cháu đi xe, các cháu ở xa, còn mình thì đi metro vào cái ngày 23 tháng 12 thì phải nói rằng là rất là đông xe, kẹt xe, và tìm chỗ đậu xe cũng không phải là dễ dàng. Ở đây họ trang trí cái Jardin rất là đẹp nha, khá là rộng. Bây giờ mời các bạn tiếp tục đi theo chân Trường Lâm Nguyễn để tham quan cái chợ đêm Noel ở Tuileries, Paris, quận 1. Sau khi đã đến Jardin des Tuileries rồi thì hai vợ chồng mình cũng chưa tìm thấy các cháu. Bởi vì cái khu vực Jardin nó rất là lớn, rồi nó trang trí cũng na ná giống nhau, nên mình có gọi phone cho con gái mà con gái nó cứ nói cái này cái nọ. Mình cứ tưởng lầm là thì mình đi tới ít phút là mình sẽ gặp được các cháu rồi, nhưng mà không ngờ là đến lúc đó lại lạc đường, lại đi ngược lại, mãi đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mới tìm được các cháu. Thì trong lúc đi tìm thì mình cũng vừa đi mình quay những cái hình ảnh ở chợ đêm Noel ở đây cho các bạn xem. Phải nói rằng là hôm nay thứ nhất là ngày thứ bảy 23, mọi người được nghỉ nên cái khu vực đây họ du khách đến đây vui chơi rất là đông, đông lắm luôn. Tức là đứng không nhúc nhích, là mình muốn đi đi không được, muốn lùi lùi không xong. Chính vì vậy đâm đi ra rất là mệt.
Nhưng mà khổ một cái là tìm các cháu chưa ra nên mình cũng phải tiến tới thôi. Hy vọng là ít phút nữa mình đi, mình vừa đi vừa quay thì mình sẽ gặp các cháu. Thì theo lời hướng dẫn của con gái mình á, thì cứ bảo đi vô khu vực ăn uống rồi sẽ thấy thôi, bởi vì cũng là không có khó tìm, nhưng mà phải để ý một chút thì mới tìm ra được. Chính vì vậy mình cứ đi vào khu vực, đây là khu vực ăn uống nha, mọi người tập trung đến đây ăn cũng rất là đông. Thì bây giờ bà xã mình cứ đi đằng trước thì đi kiếm, mà phải nói rằng là phải đi phải chú ý lắm mới gặp được. Đây rốt cuộc là cháu ngoại nó đi kiếm bà ngoại, thì đã đến khu vực ăn uống thì gặp lại các cháu. Phải nói rằng là đi kiếm con gái với lại mấy đứa cháu rất là khó, bởi vì hôm nay quá đông luôn. Đông kinh hồn luôn, hôm bữa mình có đi nhưng mà rất là vắng, hôm nay quá trời. Bắt đầu trời có gió rồi đó. Ê, ở chung quanh những khu vực ăn uống thì mình thấy họ trang trí những cái lò sưởi để những khách du lịch ngồi đây vừa ăn vừa uống vừa sưởi ấm luôn, cũng rất là vui nha, rất là thú vị. Attention, attention vie. Tụi nhỏ đi chơi. Hôm nay phải nói là trời thương, trời rất là đẹp, không có lạnh. Hôm nay bây giờ khoảng chừng 12, 13 độ C thôi. Trời rất là ấm áp, bởi lý do là ai cũng mặc áo ấm hết đầy đủ, ăn uống đầy đủ. Thì bây giờ đi dạo, đi cho mấy tụi nhỏ nó đi chơi. Cái cửa chính hôm bữa mình đi với cậu em họ bên Mỹ qua. Hôm bữa mình đi là cũng là thứ sáu, nhưng mà thứ sáu tuần vừa rồi. Thì hôm nay cũng là thứ sáu, đúng một tuần sau thì hôm nay là ngày mai là coi như là Noel. Nay du khách đến đây rất là đông nha. Ce truc de glisse.
rất là đông nha. Ở đây mọi người phải xếp hàng phe la cơ. Đây là cái cửa tiệm confiserie nha. Họ bán bánh kẹo với bánh luôn. Thì ở bên đây là họ có những cái loại đụng xe chơi cũng rất là vui. Mà mình thấy đa số là người lớn họ chơi nhiều nha. Cái món này là cái món churros, nhưng mà không biết tiếng Việt gọi là cái gì hết. Nhưng mà ăn rất là ngon nha. Đó, của mình đây, cái này là của mình.
phải nói nghẹt cứng đường luôn, toàn là tranh nhau mà đi. Bây giờ mới thực thụ là đi qua cái khu vực cho tụi nhỏ nó chơi đây. Còn hồi đấy mình đi ngang qua cái khu vực ăn uống này. À, mặc xe guộc mòn. Đây là cái bánh Kyros hồi nãy mình nói cho người ăn đó. Xem đó thì ở đây họ chiên. Xong xuôi mình có thể mình ăn với lại chấm với sô-cô-la. Đó. Rất là đông nha, nhiều người họ rất thích ăn cái món này. Ăn cái này không có no nhưng mà nó dằn bụng. Đây, Kyros. Đấy, sau khi đi ăn uống xong xuôi, đi tham quan có một vòng thôi, mấy đứa nhỏ nó không có chơi những cái trò chơi này. Bây giờ những trò chơi này cho con nít thôi. Tụi nó bây giờ 12, 13 tuổi, nó nghĩ rằng là nó lớn. Nên cả nhà bắt đầu đi ra. Đây là cái lối mình đi ra hướng về Opera. Hôm bữa là mình có đi á, mình đi qua cái khu này, mình có quay phim. Nhưng mà mình chưa có làm xong xuôi phim ảnh nên mình chưa có up lên. Đi đến khu vực này thì nhớ đến vợ chồng chú An với là cô Tiên. Đây là cái cà phê khu này coi như là khu sang nhất ở Paris đây. Đây là cái cửa tiệm Louis Vuitton. Hôm bữa mình cũng có quay rồi. Tức là mình đi bộ từ đây đến cái Opera. Ở đây có rất nhiều các hãng nổi tiếng thế giới. Hồi nãy thì mình đi ngang qua Louis Vuitton, Perrier. Đây là trước mặt mình là Dior. Còn phía xa xa trước mặt đây là cái hãng đồng hồ Patek Philippe. Đụng vô cái đồng hồ Patek Philippe này phải nói là rất là mắc luôn. Omega hay là Longines hay là những cái mạc chung chung thì không có thể nào mà so sánh được với lại Patek Philippe nha. Ở đây nói chung là tất cả cái gom mạc từ quần áo, đồng hồ, ví sách thì hầu như họ tập trung ở cái khu vực này. Đây là khu vực quận 1. Thì ở khu vực quận 1 này trước mặt mình nó có một cái này nó gọi là một cái tháp. Nhưng mà nó khắc những cái hình ảnh nó trên vòng vòng theo cái trụ này. Nhưng mà vì tối thì mình không thể là mình thấy rõ được những cái hình ảnh. Mà nếu mà thấy được những cái hình ảnh thì thấy rất là sống động nha. Thì cũng ở ngay cái khu vực quận 1 này đó, ngay
cái plush này thì có rất là nhiều hãng. Đây là cái hãng vừa rồi là Gucci, Piaget, Piaget. Đây là Chanel. Phía xa xa đó là Van Cleef. Đây là cái quảng trường của quận 1 nha. Mình thấy nó rất là lớn. Khu vực này là khu vực dành cho những cái hiệu cửa hàng hiệu nổi tiếng của nước Pháp. Họ hầu như mình thấy họ tập trung ở đây đó. Kể cả cũng có mấy cái hãng của Ý nữa. Đây là khu vực Place Vendôme. Từ cái khu vực Jardin de Tuileries thì gia đình mình đi bộ đi đến Place Opéra. Thì trước mặt mình đó là nhà hát Opéra của Paris. Mà hiện tại bây giờ thành phố Paris họ đang sửa chữa cái nhà hát này. Trước mặt mình đó là cái nhà hát Opéra nha. Hiện tại bây giờ mình đang ở Boulevard Capucine. Hướng này là mình đi ra Galerie Lafayette. Đó, trước mặt mình đây đó là cái nhà hát thành phố. Còn đây là cái trạm Metro Opéra. Khi mà tất cả các du khách muốn đến thăm cái khu vực này, hầu như ai cũng đến cái trạm metro này là trạm chính nha. Mà thật ra thì còn rất là nhiều trạm ở kế bên Galerie Lafayette. Trước mặt mình là cái hãng Lancel. Rồi, mời các bạn tiếp tục theo chân mình đi đến Galerie Lafayette khoảng chừng 9 giờ tối. Không biết họ còn mở cửa hay không. Hy vọng rằng là cái khu vực vẫn còn để đèn sáng cho các cháu đi tham quan. Đây là lần đầu tiên các cháu đi vào Paris vào buổi tối và cái dạo này. Bây giờ mình đang đứng phía sau của nhà hát thành phố. Đó, đây là nhà hát Opéra. Đây là phía sau nha. Ở đây không biết họ đang tổ chức cái sự kiện gì hay không, nhưng mà họ để đèn, nhưng mà mình không thấy ai cả hết. Sau cũng khoảng đi bộ nửa tiếng thì mình cũng bắt đầu đến ngay khu vực Galerie Lafayette. Còn phía sau của cái nhà hát Opéra thì vẫn đang sửa chữa. Mình nghĩ rằng nó sẽ có xong trước tháng 7, bởi vì tháng 7 này là nước Pháp tổ chức Jeux Olympiques, Thế vận hội đó, cho cả thế giới. Thì cái năm 24 này sẽ là một sự kiện lớn cho nước Pháp. Bây giờ là gió thổi cũng mát chứ không có lạnh, bởi vì mình mặc áo rất là nhiều, mặc nhiều lớp áo lắm. Hôm bữa thì mình quay không có nhiều như hôm nay. Đây, có các cháu đi nữa. Buổi tối ở đây họ lên đèn nhìn rất là đẹp nha, rất là lung linh long lanh luôn. Phía trước mặt mình có một cái cây Noel thì cũng như mọi năm cũng vẫn như cái dòng chữ như vậy.
Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước trung tâm thương mại Galerie Lafayette. Nhưng mà trung tâm thương mại thì họ đã đóng cửa rồi. Nhưng mà họ vẫn mở đèn trang trí cho những ngày lễ hội và những như Noel cho đến Tết Tây. Thì những cái khu cửa sổ với những ánh đèn, những hình thù lấp lánh rất là đẹp nha. Đó, mình có quay tập trước cũng rất là nhiều cho các bạn xem. Bây giờ là mình đi, mình quay chung chung thôi. Hôm nay là đi cho các cháu đi chiêm ngưỡng các khu cửa sổ của trung tâm thương mại Galerie Lafayette. Đây là khu vực taxi họ đậu dài ở hướng này để đón du khách. Những cái ô cửa sổ chật nghẹt kín du khách luôn. Ai cũng lấy làm lạ khi mà ngắm những cái ô cửa sổ của cái trung tâm thương mại Galerie này. Tạo ra những cái hình thù đặc sắc rất là đẹp nha. Nhưng mà tất cả đều mang những cái biểu tượng, mỗi một cái ô cửa sổ là một cái biểu tượng khác nhau. Video tương đối cũng khá dài. Bây giờ mình xin mạn phép tạm dừng cái clip video này ở đây. Và không quên mến chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Và sẽ có một đêm Giáng sinh thật tuyệt vời, bình an, hạnh phúc. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.